Tiwin S Việt, sản phẩm của Tô Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Sau hai chặng đua liên tiếp đánh rơi chiến thắng về tay của Martin Lass của 620 Châu Thới Vĩnh Long và Trần Tuấn Kiệt của Dubagan Đồng Tháp, đây có lẽ là lúc mà Peter Rikunov cùng với tập thể An Giang mong muốn có được một chiến thắng chặn hơn bao giờ hết. Hơn nữa thì họ cũng cần có được 10 giây thưởng ở đích đến để gỡ giờ với áo vàng Timofey Ivanov trên bảng xếp hạng áo vàng lúc này. Và hãy xem cách mà Peter Rikunov và các đồng đội ở tập thể Lộc Trời An Giang và Gạo Ngọc Trời An Giang đã giành chiến thắng ở chặng đua ngày hôm nay. Chặng đua từ Hà Nội về Thanh Hóa ra sao? Quý vị và các bạn đang xem chương trình Vui Nước Rút cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Chặng đua thứ 6 từ Hà Nội về Thanh Hóa diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi trời có mưa phùn kèm gió giật mạnh. Dù vậy, điều này không làm cho tốc độ trung bình của chặng đua giảm xuống bởi cuộc tấn công của các ekip liên tục diễn ra. Áo vàng dù đã đổi chủ từ Igor Frolov sang Timofey Ivanov nhưng vẫn nằm trong sự tính toán của huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt. Trong thế trận chặt chẽ, hai tập thể Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Thành phố Hồ Chí Minh New Group luôn kiểm soát nhóm đồng, không cho các đối thủ cạnh tranh có cơ hội thoát đi. Ngay ở giải thưởng dọc đường đầu tiên của chặng đua tại Thanh Nguyên, Hà Nam, hai ekip Thành phố Hồ Chí Minh đã cảm nhận được áp lực trong cuộc cạnh tranh áo vàng. Và đây là màn tranh chấp ở swing đầu tiên với người giành chiến thắng ở swing 1, đó là tay đua Hà Thanh Tâm của Pelio Kenda Đồng Nai. Một màn nước rút để tìm kiếm cho mình những vị trí còn lại ở trên bục trao thưởng của chặng đua ngày hôm nay. Và như vậy là sau khi bước qua spin 1 thì tất cả đoàn đồng đã bắt kịp tấm 1. Đây là kết quả của spin đầu tiên. Hà Thanh Tâm của Pelo Canada Đồng Nai là người giành chiến thắng. Về vị trí thứ hai là Lê Nguyệt Minh, vị trí thứ ba là Sava Novikov. Trên bảng tổng sắp cá nhân trước khi chặng 6 diễn ra, Sava Novikov của Nhựa Bình Minh Bình Dương chỉ kém Timofey Ivanov và Igor Frolov đúng 1 giây. Vì vậy, việc cán đích thứ ba ở spin 1 đã mang về cho tay đua người Nga một giây thưởng quý giá, cân bằng tổng thành tích với hai đối thủ xếp trên, chỉ kém về chỉ số phụ là tổng hạng. Nếu không có nỗ lực phá giải thưởng của Lê Nguyệt Minh ở spring này, có thể chiếc áo vàng đã một lần nữa lại đổi chủ. Sau spring 1, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát nhóm đồng, tạo điều kiện cho một nhóm 8 tay đua thoát đi cạnh tranh ở spring 2. Trong nhóm này có 3 tay đua của Pelio Canada Đồng Nai, 2 tay đua của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, 1 của Quân đội, 1 của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long và 1 của Nhựa Bình Minh Bình Dương. Với lợi thế về quân số, không khó để tập thể đội đua của huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú giành chiến thắng ở giải thưởng dọc đường thứ hai. Liệu Pelio Canada Đồng Nai có cho mình cú đúp chiến thắng spring ở trong chặng đua ngày hôm nay hay không? Đó sẽ là một cú hích rất lớn với những gì mà đội đua đã trải qua ở trong những chặng đua trước đó, khi họ đã thiếu vắng đi tay đua chủ lực Javier Sada Perez với một chấn thương. Nhưng giờ thì các tay đua của ekip Đồng Nai vẫn thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Chúng ta đang được theo dõi màn cạnh tranh ở spring. Một tay đua của Pelio Canada Đồng Nai đã tấn công và họ là những người đã giành chiến thắng. Trong số 8 tay đua thuộc nhóm đầu, có một tay đua vẫn còn khả năng tranh chấp các danh hiệu cá nhân chung cuộc là Nguyễn Phạm Quốc Khang của Pelio Canada Đồng Nai, người cách áo vàng 3 phút 19 giây và cách áo cam 1 phút 53 giây. Do đó, ngay sau Spring 2, Quốc Khang đã chủ động lùi về nhóm sau, tạo cơ hội cho 7 tay đua còn lại thoát đi. Nhưng lực đi không đủ mạnh của nhóm này cũng khiến họ nhanh chóng bị đoàn đồng bắt kịp. Tôi nghĩ với động thái vận động viên Nguyễn Phạm Quốc Khang khi mà anh thòng lại phía sau, đó là một động thái nhằm để cho 7 vận động viên này không ảnh hưởng gì đến các thành tích tranh giành các chiếc áo, để cho các vận động viên phía sau là cho các 7 vận động viên này đi xa hơn. Tuy nhiên thì cũng rất khó làm điều này khi khoảng cách quá gần. Ở phía trên họ cũng đã cảm nhận được không thể đi nên đã lơi chân, và các trọng tài đã dạt sang làn đường bên phải để chờ đợi cho nhóm đồng phía sau bắt vào. Và thời gian khoảng cách gần như là không còn đáng kể, chỉ còn vài giây nữa thôi. Và cuộc tấn công kéo dài hơn 40 km này cũng đã chính thức bị bắt lại bởi đoàn đồng phía sau. Đến lúc này, tiếp tục có một cuộc tấn công mới nổ ra với ba cái tên: Trịnh Đức Tâm của tập đoàn Lộc Trời An Giang, Trần Nguyễn Minh Trí của Dược Domesco Đồng Tháp và Phan Công Hiếu của Le Phước Đồng Nai. Cuộc tấn công này hướng đến việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng đồng đội của các ekip, đồng thời tạo sức ép cho các đội muốn giành chiến thắng chặn ở phía sau đưa quân kéo vào. Tâm đã chủ động cùng Trần Nguyễn Minh Trí và
Phân hiếu của Đồng Nai, ba vận động viên bắt đầu tách tốp đi và với khoảng cách được khoảng 30 giây thì duy trì về cũng phải được hơn 20 cây kia. Kéo ba vận động viên thay nhau kéo để làm sao cũng cố gắng kéo, nhất là để về đích đến tại Sầm Sơn, thứ hai là để cải thiện được cái số giờ đồng đội của đội tuần học trò hiện tại. Góc máy cho thấy là cả ba tay đua đi đầu đã nằm trong tầm kiểm soát của Đoàn Đông phía sau. Những gùn chân của Trịnh Đức Tâm có vẻ đã lơi đi, bởi vì lúc này thì Đoàn Đông đã ở rất gần bộ ba tấn công ở phía trước. Và như vậy là đã nhập top. Một cuộc tấn công mới đang diễn ra khi các tay đua của ekip Sóng 20 Châu Thế Vĩnh Long là những người làm chủ tốc độ. Và họ đang tăng tốc để cho Mikel Ren cùng với Martin Lass có được một vị trí thuận lợi. Trong 10 km cuối, hai ekip 620 Châu Thới Vĩnh Long và 620 Nông nghiệp Vĩnh Long đã chủ động dàn quân lên phía trên với quyết tâm làm mũi tên đưa về rút cho chân rút chủ lực Martin Lass. Ngay sau lưng tay đua người Estonia, các chân rút hàng đầu khác như Peter Rikunov, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Bình cũng cố gắng tìm kiếm những vị trí thuận lợi. Khác với chặng đua vòng quanh thành phố Hòa Bình, khi ba tập thể An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long làm ba tông rút riêng biệt, lần này tất cả đều nhường lại quyền chủ động cho ekip Vĩnh Long. Mét cuối cùng vẫn chưa có một tay đua nào có thể tràn lên. Peter Rikunov đang gia tăng tốc độ, anh đang bám rất sát vị trí của Martin Lass. Còn phía trên là Mikel Ren với những pha kéo cuối cùng của mình. Mikel Ren vẫn đang tiếp tục. Ngay phía sau đó là vị trí của Martin Lass. Martin Lass lúc này bắt đầu tăng tốc, và phía bên kia thì Peter Rikunov cũng đang bắt đầu tăng tốc. Hãy cùng chờ xem. Một màn rút quá xuất sắc của Peter Rikunov, anh đã hơn đối thủ cả thân xe. Và đó là thành công dành cho tập đoàn Lòng Trời An Giang với chiến thắng của Peter Rikunov. Xin chúc mừng Peter Rikunov, anh đã có một chiến thắng và lấy cho mình 10 giây thưởng để rút khoảng cách với lại áo vàng. Từ năm ngoái đến năm nay, tôi thấy hầu như thời tiết ở Việt Nam nắng khá đẹp. Đây mới là lần đầu tiên tôi thi đấu một chặng mà mưa suốt từ đầu đến cuối như vậy. Điều này khiến tất cả các đội đua trải qua một ngày thi đấu không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi đã tính toán chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng. Dù không có sự hỗ trợ của Trịnh Đức Tâm khi tay đua mang số đeo 23 đã thực hiện nhiệm vụ chiến thuật trước đó, nhưng Rikunov vẫn còn đó sự giúp sức của Roman Maikin. Điều này giúp anh vượt qua Martin Lass của Vĩnh Long trong những mét cuối, giành chiến thắng chặng thứ tư ở cuộc đua năm nay. Chân rút của thành phố Hồ Chí Minh New Group Nguyễn Văn Bình về thứ hai, hoàn thành nhiệm vụ phá giải thưởng của Sava Novi Cup, người về thứ năm và không có thêm được giải thưởng nào, giúp Timofey Ivanov bảo vệ thành công áo vàng. Những danh hiệu khác cũng không có sự thay đổi sau chặng này. Trải qua một chặng đua khó khăn với những bất lợi đến từ thời tiết, giờ đây thì các tay đua sẽ có thể tận hưởng một ngày nghỉ tự do tại thành phố biển Sầm Sơn xinh đẹp trước khi bước vào chặng đua thứ 7, một chặng đua có tính chất chuyên môn rất quan trọng, đó là chặng đồng đội tính giờ. Và đó cũng sẽ là lúc mà chúng ta chờ đợi xem những ekip mạnh như thành phố Hồ Chí Minh Vinama, tập đoàn Lộc Trời An Giang, Le Fruit Đồng Nai, Quân khu 7 hay Dược Domesco Đồng Tháp sẽ có phần trình diễn như thế nào cũng tại cung đường ở bãi biển Sầm Sơn này. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Cảm ơn Tôn Đông đã đồng hành cùng chương trình. Biển Sầm Sơn, Thanh Hóa là nơi các tay đua có ngày nghỉ đầu tiên sau 6 chặng đua đầy kịch tính của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Non sông liền một giải lần thứ 36 năm 2024. Chuyên gia bình luận thế nào về các chặng đua đã qua? Còn các vận động viên chuẩn bị gì cho những ngày sắp tới? Đón xem ấn tượng cúp truyền hình 2024 8 giờ ngày 9 tháng 4 trên kênh HTV9 và HTV Thể thao. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.